Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận chung kết bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hay nữ của Tiến Đạt và đội tuyển bóng chuyền hay nữ của Kinh Công trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi tranh cúp xây dựng Tiến Đạt lần thứ 3 năm 2023. Ở set đấu này thì các cầu thủ Tiến Đạt trong trang phục áo vàng phía gần mảnh các bạn và các cầu thủ của Kinh Công trong trang phục áo đỏ phía xa mà này các bạn. Trận đấu này được diễn ra tại nhà thi đấu của tỉnh Thái Nguyên. Cắt bóng thành công. Điểm số được cân bằng 1-1. Bên tuyển Kinh Công phát bóng. Pha nhảy đập rất uy lực của chủ công số 8 bên tuyển Tiến Đạt. Lấy về một điểm cho Tiến Đạt 2-1. Chủ công số 8 của Tiến Đạt phải nói là có những pha bật rất cao và một khán giả hâm mộ đã thưởng nóng ngay cầu thủ số 8 cho đội tuyển Tiến Đạt. Pha bật rất cao và đập rất hay. Không được rồi. Và đập nối tiếp không thành công của số 9 bên tuyển Tiến Đạt. Điểm số được cân bằng 2-2. Số 11 của Kinh Công phát bóng. Rất tiếc chỉ có pha phát bóng không qua lưới. 3-2 cho Tiến Đạt. Cũng báo cáo với các bạn là tham dự giải đấu này thì đội chủ nhà Tiến Đạt tham dự hai đội, đội Tiến Đạt 1 và Tiến Đạt 2. Đây là đội Tiến Đạt 1. Mình cứ bình luận là Tiến Đạt thôi nhá, không có 1-2 thì cho nó dài dòng nhá. Đây là trận chung kết, trận cuối cùng của giải đấu. Hai đội đều có hàng công rất mạnh. Chân bóng thành công. Rồi là số 9 có pha chân bóng rất tuyệt vời. 4-2 cho Tiến Đạt. Vẫn còn. Đánh công sân rồi. Xin lỗi. Như vậy là trọng tài xác định bóng ngoài sân trong pháo vừa rồi. 5-2 cho Tiến Đạt. Quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng. Bởi vì giữa trước đêm là trận chung kết gồm bỏ nhỏ thành công và bỏ nhỏ rất đẹp mắt của số 9 Khánh Huyền bên tuyển Kinh Công. 3-5 cho Kinh Công. Mình cũng xin đây là một cái trận đấu mà hội tụ tất cả các cầu thủ xuất sắc của khu vực. Tốc độ trận đấu rất nhanh và kỹ chiến thuật rất tuyệt vời. Công hai thủ hai. Một trận đấu đỉnh cao của bóng chuyền. Pha nhảy đập. Pha chặn bóng thành công. Bóng đá chặn với chân các cầu thủ của Kinh Công rơi về phần sân Tiến Đạt. Điểm số cho Kinh Công 4-5. Công hai thủ hai. Mình quay lại pha bóng này. Pha bật rất cao của số 8 bên tuyển Tiến Đạt. Lấy về một điểm cho Tiến Đạt 6-4. Đập bóng tốt. Vừa rồi là pha ghi điểm của Khánh Huyền bên tuyển Kinh Công. 5-6. Điểm cho Tiến Đạt 7-5. Cầu thủ nào cũng có khả năng dứt điểm rất tốt, kể cả hai đội. Bóng trong sân. Chính xác phản ứng của các
đấy, mình đã quay lại pha bóng này, các bạn xem lại pha bóng nhá. Chính xác, vừa rồi là pha bóng trong sân. Phản ứng của các cầu thủ tấn công là hoàn toàn không hợp lý, vì mình cũng quay lại cái pha mà gây tranh cãi thì mình đã quay lại ở đầu sân bên này, mình cũng nhìn thấy là bóng trong sân, và chính xác trọng tài viên cũng chỉ bóng trong sân. Quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng. Trọng tài viên đã chỉ bóng trong sân và chính xác mình đã quay chậm pha bóng vừa rồi, các bạn xem lại đấy. Nếu các bạn mở trận đấu này ra TV xem thì rõ nhất. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Tiến Đạt, tỷ số bây giờ là 16. Điểm cho Kinh Công 7-10. Bấm nhầm từ con nào mình không biết. Bây giờ thì tỷ số là số 11 của Kinh Công phân bóng cho Tiến Đạt đội chủ nhà. Với kênh của mình thì thực tế các bạn xem ngày xưa thì biết tất cả các cái pha gây tranh cãi đều mình quay lại, nhưng sau đó một số các khán giả và một số ban tổ chức thì đề nghị mình không nên quay lại, thế nên là mình lại giả bỏ quay lại. Nhưng đây trận đấu này là mình quay lại, mình áp dụng theo cái cách sản xuất video của lúc cũ, tức là những pha gây tranh cãi mình đều quay lại. Quả bóng rất tuyệt vời, pha nhảy đập rất tuyệt vời của số 8 bên quyền Tiến Đạt. 11-7. Nâng điểm số Tiến Đạt lên 11-7. Là chủ công của đội Tiến Đạt đập bóng. 2 năm về trước thì tất cả các trận đấu của APEC thì mình đều quay lại những pha gây tranh cãi, nhưng mà phản ứng của một số nơi yêu cầu là không nên quay lại những pha bóng như thế, nên là mình không quay lại. Đập không làm gì được. Bóng rút trong sân. Điểm 8-11 cho các cầu thủ Kinh Công. Theo thực tế trên sân thì chiều cao của các cầu thủ Tiến Đạt có một chiều cao rất lý tưởng hơn hoàn toàn với các cầu thủ của Kinh Công. Chắn bóng ngoài sân. Điểm của Kinh Công 9-11. Rất nhanh, mặc dù nó nằm xuống rồi nhưng vẫn thi đấu bình thường, phải nói là rất nhanh, phản ứng rất hay. Đây là một trận đấu đỉnh cao của bóng truyền hơi. Còn không, vẫn còn, rất tuyệt vời. Nhưng có lẽ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Kinh Công trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ là lỗi chạm lưới thì phải. 12-9 cho các cầu thủ Tiến Đạt. Bóng ngoài sân. 13-9 cho Tiến Đạt. À, hai cầu thủ ngã liền rất tiếc. Điểm cho Kinh Công 10-13. Chúng ta xác định bóng ngoài sân. Điểm cho Kinh Công 11-13. Vừa rồi là trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm cho Tiến Đạt 14-11. Của Kinh Công thì rất tập trung trước cái hàng công rất mạnh của các cầu thủ Tiến Đạt. Không được rồi. Điểm thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Tiến Đạt 15-11. Đợt bóng tốt. Điểm cho Kinh Công 12-15.
số 11 của Kinh Công Phân Bóng. Lại một pha ghi điểm nữa của Nguyễn Thúy bên tuyển số 7 bên tuyển Tiên Đạt. 16-12. Còn không, vẫn còn, rất tuyệt vời. Chắn bóng thành công. Điểm 13-16 cho các cầu thủ Kinh Công. Bên tuyển Kinh Công phát bóng. Đập bóng tốt. 17-13 cho các cầu thủ Tiên Đạt. Cầu thủ đã bắt, đã xác phán đoán được hướng bóng, nhưng các cầu thủ pha tấn công rất uy lực. Bóng thẳng bị chắn ra ngoài. Chắn bóng thành công. 18-13. Chắn bóng tốt. 19-13 cho các cầu thủ Tiên Đạt. Chắn bóng tốt. 20-13. Không có lưới rồi. Giờ pha tấn công của số 8 nó không có lưới. 14-20. Lỗi. Có lẽ là trọng tài bắt lỗi chạm lưới. 15-20. Bên tuyển Kinh Công phát bóng. Rất tiếc là số 11 của pha phát bóng không có lưới. Số 9 không. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Tiến Đạt giành chiến thắng trước các cầu thủ Kinh Công với điểm số là 21-15. Hai đội đổi sân tiếp tục trận đấu thứ 2. Quý vị xem lại pha cái chậm. Ngay từ phút đầu tiên thì số 5 của Kinh Công và tấn công rất đẹp mắt. Lấy về điểm số đầu tiên của trận đấu thứ nhất. Thứ hai, 1-0 cho Kinh Công. Bóng không có lưới rồi. Điểm 2-0 cho Kinh Công. Họ thành công. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai cho các cầu thủ Tiên Đạt. 1-2. Đội bóng rất tốt và tấn công rất sáng tạo khi lách chắn sáng tạo của các cầu thủ Kinh Công. Điểm 3-1 cho Kinh Công. Bên tuyển Tiên Đạt đã bắt nhầm hướng chắn trong pha bóng vừa rồi. Chân bóng tốt. Bây giờ là pha chân bóng rất đẹp mắt của Khánh Linh. 4-1 cho Kinh Công. Mặc dù nó có chiều cao khiêm tốn nhất đội hình nhưng chỉ có những pha tấn công rất hay.
điểm cho Tiến Đạt 2-4 rồi trong và sẽ được bóng trong sân. Sang set đấu thứ hai gần như là các cầu thủ của Kinh Công một thi đấu gắn kết hơn. Và phát bóng có điểm ngay của các cầu thủ Tiến Đạt 3-4. Tuyển Tiến Đạt phát bóng. Đập bóng tốt, Khánh Ninh rồi pha cái điểm của Khánh Ninh, cầu thủ thấp nhất của tuyển Kinh Công. 5-3 cho Kinh Công. Chị cũng được đứng được bóng tấn công rất sáng tạo. Được rồi, đội điểm cho Tiến Đạt 4-5. Còn không, không được rồi. Và chặn bóng thành công của các cầu thủ Tiến Đạt. Tỷ số được cân bằng 5-5. Trọng tài sẽ đứng bóng ngoài sân. Điểm 6-5 cho Tiến Đạt. Pha bóng ngoài sân nữa, tấn công dẫn biên không thành công của số 5 bên tuyển Kinh Công. 7-5 cho Tiến Đạt. Chắn bóng tốt. 6-7 cho Kinh Công. Bóng tốt, bóng đã chạm vào chân các cầu thủ Kinh Công ra ngoài sân. Điểm 8-5 cho Tiến Đạt. Chắn bóng thành công. Xin lỗi, bóng đã lọt vào chắn các cầu thủ Kinh Công. Nhập vào nhanh quá. 9-6 cho Tiến Đạt. Lỗi kỹ thuật. Chân bóng phạm vật của các cầu thủ Tiến Đạt. Điểm 7-9 cho Kinh Công. Rất tuyệt vời, pha ghi điểm rất sáng tạo của số 9 bên tuyển Kinh Công, Khánh Huyền. 8-9 cho Kinh Công. Như vậy khoảng cách chỉ còn một điểm với các cầu thủ Kinh Công. Đập bóng tốt. Điểm cho Tiến Đạt 10-8. Không có lưới rồi. 11-8 cho Tiến Đạt. Bóng rất hay. Chân bóng tốt. Lại là pha chân bóng của Khánh Linh. 9-11 cho Kinh Công.
bóng ngoài sân rồi. 10-11 cho Kinh Công. Khánh Linh của Kinh Công phát bóng. Còn không, vẫn còn. Và bay người cứu bóng của Khánh Linh rất đẹp mắt. Vẫn còn, rất tuyệt vời. Các cầu thủ Kinh Công chơi rất hay. Bóng nhỏ thành công và cái điểm rất đơn giản của số 9 Khánh Huyền bên tuyển Kinh Công, bên tuyển Tiên Đạt xin lỗi ý. Tỷ số bây giờ là 11 đều, hai đội lại phải làm lại từ đầu. Bóng không có lưới rồi, lần đầu tiên làm, lần nữa thì các cầu thủ của Kinh Công vẫn lên dẫn trước 12-11. Mười ba, mười một, bóng ngoài sân. Là hàng thủ của Kinh Công chơi rất tuyệt vời ở trận đấu này. Liên tục lộ pháo bay người cứu bóng, rất đẹp mắt. Chắn bóng tốt. Lại là pha chắn bóng nữa, ba bàn thắng của trận đấu thứ hai này đến từ pha chắn bóng của Khánh Linh. 14-11. Bóng trong sân. Đội điểm cho Tiên Đạt 12-14. Phản ứng của các cầu thủ Kinh Công. Các bạn xác định là bóng đã chạm tay. Phản ứng của bóng chạm tay, nhưng quyết định của trọng tài vẫn là quyết định cuối cùng. Cho phát lại pha bóng này. Tỷ số bây giờ vẫn là 14-12. Vì trước một cái trận đấu gọi là với cường độ trận đấu rất nhanh như bóng đá nam thì nhiều khi trọng tài cũng rất khó. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Làm trọng tài thì mới hiểu. Bóng ngoài sân. Điểm 15-12 cho Kinh Công. Đợt bóng tốt. 13-15 cho Tiên Đạt. Mười bốn mười lăm cho Tiên Đạt. Bên tuyển Kinh Công xin hội ý. Rồi, trận đấu tiếp tục. Bỏ nhỏ thành công. 16-14 cho Kinh Công. Còn lên bên tuyển Tiên Đạt, cầu thủ bị rút số 8, cầu thủ công mạnh nhất hay nhất là bị đau chân rồi. Chắn bóng tốt. 17-14. Sao mai vậy ạ?
chắn bóng tốt. Có vẻ là các cầu thủ Tuyên Hạt rất nóng vội trước khi bị dẫn bàn. 18-14 khoảng cách 4 bàn cho các cầu thủ Kinh Công. Nếu giành chiến thắng ở set đấu này thì các hai đội phải thi đấu set đấu thứ 3. Lại một pha chắn bóng thành công của Khánh Linh nữa. 5 bàn thắng rồi. 5 bàn thắng chắn bóng thành công của set đấu thứ 2 này với cô bé Khánh Linh. 19-14. Đá bóng tốt. 15-19. Bên tuyển tiến ra phá bóng. Riêng ở set đấu thứ 2 này thì riêng cô bé Khánh Linh, cô gái trẻ của tuyển Kinh Công đã lấy về 5 điểm từ những pha chắn bóng. Bóng ngoài sân. Điểm 20-15. Tình hình này chắc chắn hai đội lại phải thi đấu set đấu thứ 3 rồi. Như vậy kết thúc set đấu thứ 2 thì các cầu thủ Kinh Công giành chiến thắng trước các cầu thủ chủ nhà Tiên Đạt với điểm số là 21-15 và hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu set đấu thứ 3. Set thứ 3 trận chung kết. Set đấu thứ 3 bắt đầu. Giữa đội Kinh Công và đội bóng không có lưới. Xin lỗi, bóng đã lọt lòng lọt rào chắn. Điểm 1-0 cho Tiên Đạt. Tiên Đạt đang giành điểm đầu tiên ở set thứ 3. Bóng ngoài sân. Điểm số cân bằng 1 đều. Hiện nay điểm số là 1 đều cho hai đội. Đưa đến xứng đáng một trận chung kết Kinh Công và Tiến Đạt. Mở nhỏ thành công. 2-1 cho Kinh Công. Không hiểu sao hình như là các cầu thủ của Tiên Đạt có dấu hiệu xuống sức trầm trọng. Mình cảm giác như sang đấu thứ 3 này gần như các cầu thủ chơi rời rạc hơn. Nhưng mà căn cứ về tuổi đời thì hai đội thi tuyển Tiên Đạt đội có độ tuổi cao hơn. Bóng không qua lưới rồi. 3-1 cho Kinh Công. Trong sân đổi điểm cho Kinh Công. Tiên Đạt 2-3. Bảo là cháu mới ký về trước trong 30 này là được sau để làm về đi chậm quá nữa thì 15 quả đấy. Thế thì cái Huệ ở đây làm sao? Huệ nó Huệ rõ. Đây mua hàng. Đây ta bảo Huệ mới bảo Nga. Ừ đúng rồi. Huệ mới bảo Nga. Huệ mới bảo Nga ở đây. Ở đây nhưng mà cái Huệ nó lại còn lúc 3. Giống rõ. Đó. Lúc lấy thì nó có chục quả nữa. Chấn bóng tốt. 4-2. Cho Kinh Công. Tuyển Kinh Công phát bóng. Bóng ngoài sân rồi. 5-2 cho Kinh Công. Góc quay này thực sự là đúng là lúc khuất số 9 đâm ra rất khó nhìn. Mình quay rất chậm lại nhưng mà rất khó nhìn phản ứng của cầu thủ bên. Nói chung là vắn tắt của set thứ đấu thứ 3 thì mình sẽ quay tóm tắt thôi. Một trận đấu tiếp tục. Điểm số bây giờ là mình đã bỏ qua một đoạn. Mình thấy tóm tắt của set đấu thứ 3 thì điểm số bây giờ là 11-5 nghiêng về các cầu thủ Kinh Công.
bóng ngoài sân rồi. 12 năm cho King Kong. Cũng như từ đầu cuối từ đầu set đấu thứ ba này thì mình thấy các cầu thủ của Tiến Đạt có dấu hiệu xuống sức rất nhiều. Với sức trẻ của các cầu thủ King Kong thì họ càng thi đấu càng hay. Số 11 của Tiến Đạt ở King Kong phát bóng. Dẫn bóng thành công. 13 năm. Liên tục là những pha chắn bóng thành công của các cầu thủ King Kong. Đá bóng tốt. 6-13 cho Tiến Đạt. Rất tuyệt vời và nó càng thi đấu càng hay các cầu thủ King Kong. Với sức trẻ các cầu thủ King Kong thi đấu. Điểm cho King Kong. 14-6. Bây giờ là pha tấn công bóng chưa qua lưới. Đưa bóng tốt. 7-14. Thì chỉ còn một điểm nữa thì các cầu thủ King Kong chính xác giành cúp vô địch. Bóng ngoài sân rồi, như vậy kết thúc set đấu thứ 3 thì các cầu thủ King Kong giành chiến thắng trước các cầu thủ Tiến Đạt với điểm số là 15-7 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0, giành cúp vô địch Tiến Đạt lần thứ 3 năm 2023. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Mình xin chào các bạn, chúc bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.